Tối nay do con đích thân xuống bếp đó nha. Món nào cũng được con dốc hết tâm huyết ra nấu. Mọi người nhất định phải ăn hết sạch. Món đầu tiên, xíu mại hầm bào ngư. Bánh quẩy dồn thịt trộn với xà lách. Sò điệp Nhật Bản xào dưa hấu. Có phải ngạc nhiên lắm hay không? Nhưng chưa hết đâu nha. Nồi canh mới là món đặc biệt. Bông bóng cá trường bì nấu với bông cải xanh. Chà, nè, mấy món này đều là hải vị ngon do tôi mang qua tặng cho dì Kiều mà. Sao phí phạm quá vậy? Phí phạm gì chứ, tất cả những món này đều là do con tự chế ra hết đó. Bảo đảm mọi người ăn xong sẽ muốn ăn nữa. Ê, khoan 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 khoan, đừng lãng phí, đừng phí phạm thức ăn. Gấp cho cậu nè, gấp luôn cho cô nè. Đừng phí phạm thức ăn như vậy chứ. Nè, con bày nhiều trò như vậy, nhất định có mục đích gì, vì cái gì, nói. Cũng đơn giản thôi, chỉ cần bà hứa với con thứ bảy này không đi biểu diễn là được rồi. Nếu không ngày nào con cũng nấu hải vị ăn với cơm, nấu tới khi tủ bếp hết sạch thì thôi. Ê, dì Kiều à, má coi mấy món này y như thức ăn thừa vậy, bao tử của con sao chịu nổi, con không muốn nhập viện đâu. Ê, đúng rồi đó, dì Kiều à, không nên lấy bào ngư của tôi ra đùa như vậy chứ. Hôm nay thì bào ngư, ngày mai lên đô cho coi. Ngày mai á hả? Ngày mai con định lấy bào ngư nhất phẩm của Nhật để nấu với ngũ cốc làm bữa ăn sáng đó. Nghĩ tới tôi đã thấy hấp dẫn rồi. Bào ngư Nhật. Chà, bào ngư Nhật đó, mười mấy năm trước tôi mua tặng cho cô vẫn chưa ăn sao? Dì Kiều làm sao nỡ ăn chứ. Má nói để dành đợi tới khi Quân Hảo tốt nghiệp đại học mới lấy ra nấu ăn mừng. Nè nè dì Kiều à, loại bào ngư Nhật đó bây giờ là hàng hiếm đó nha, không có chỗ nào bán. Đi hát thôi mà, không hát một đêm cũng đâu có sao. Chỉ cần tôi được hát, tôi sẽ có tiền. Tới lúc đó mua gì mà không được, rõ chưa? Quy tắc thứ nhất, nấu bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, không được phí phạm thức ăn. Ăn thì ăn, ngồi yên đó. Không phải hôm nay anh bắt được trộm giỏi lắm hả? Bữa ăn này thưởng cho anh đó. Được rồi, mọi người từ từ ăn đi. Tôi vào trong nấu mì ăn. Nè dì Kiều, để tôi đi chung với. Nè dì Kiều. Nhịn gì mà nhịn, ăn lẹ đi, nguội rồi còn khó ăn hơn á.